Hello, xin chào tất cả mọi người. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới tràn đầy sức khỏe và bình an. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 6 rồi, ngày mai là ngày 3, ngày 1 tháng 7 để là cái ngày mà người ta hẹn em đi lấy căn cước công dân mới. Nhưng mà cái tình hình con virus biến thể của cái con Delta này chắc là không lấy cái căn cước được rồi. Thì hôm nay em về hai cái thùng chè lửa nem cá tên. Thì ông anh em cũng có nói là có được một tổ chè lửa, nhưng mà nó chim truyền đó, có bốn con, một tổ, nguyên một tổ của nó bốn con đó, hai thùng chè lửa nem cái tên. Rồi bây giờ em sẽ review cho các anh xem. Wow, thằng em trai em nó gửi chim bên Đắk Nông 2, 4, 6, 8 thùng. Thì thật sự ra mà nói thì 8 cái thùng chim bên Đắk Nông này em hoàn toàn em không biết có những cái dòng chim gì, còn trước mắt của em đây thì em chắc chắn đó là 2 thùng chè lửa nem cá tên. Do là nam cá tiền thì em chỉ có nhập mỗi chè lửa thôi. Và bây giờ em sẽ bắt đầu em ra chè lửa nam cá tiền trước cho mọi người cùng xem. Rồi thông thường thì cái clip thì thường em cứ đăng khoảng chừng trong cái khung giờ là từ 8 giờ sáng tới 9 giờ rưỡi sáng là thường em sẽ đăng clip ha mọi người ha. Và cái cách mua bán giao dịch cũng như là trong cái bình luận của các anh, có nhiều anh rất là nhiều anh bình luận ở trong cái phần bình luận đó, hỏi em là giao dịch như thế nào. Dạ thưa với mấy anh, nếu như các anh ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh đó, thành phố Hồ Chí Minh nha, em là thuộc tỉnh thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ ship COD cho các anh, có nghĩa là giao chim tới nơi rồi thanh toán tiền xe tiền chim ha, thanh toán tiền xe và tiền chim. Em ở đây em bán là em không có bao ship nha mọi người nha, đó cho nên là ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh vui lòng thanh toán tiền xe và tiền chim giúp em đó, ship COD có nghĩa là giao tới nơi rồi thâu tiền. Rồi còn anh em nào ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Rồi em sẽ tìm các cái nhà xe nào đó gần nơi các anh thì em gửi chim cho các anh ha. Rồi bây giờ là cái con chim truyền trống ha. Chim truyền trống đây, ở đây lông ức nó ra rất là nhiều ha. Chè lửa truyền trống chim này ở bên Nam Cát Tiên. Đó, đang ra lông báo rất là nhiều ha. Rồi một bé trống đầu tiên. Chim trống thế này thì giá là 450 ngàn nha mọi người nha. Chim truyền thì em có thể em sẽ lẻ ra em bán được, còn chim non thì em bán nguyên một tổ nha mọi người. Đây bé trống thứ hai, chim trống nha. Đây ra lông báo trống mà giống như chè than vậy, mình có thể mình xem cái lông báo trống của nó rất là dễ ha. Rồi móng cặn đầy đủ hết rồi, hai bé. Bữa nay cái tổ này, cái bầy này phải nói là bầy chứ không phải còn tổ nữa, giờ nó là bầy rồi đó. Thì cái bầy này có bốn bốn bé, trong đó có 3 bé trống và 1 bé mái đó, nguyên một gia đình nhà chích cho lửa truyền nam cá tiên ha. Rồi đây là cái bé trống thứ ba, đây chim trống nha. Đó, cứ 450 ngàn một bé. À, ngày hôm qua có một cái anh trai kia rất là dễ thương. Anh kêu là anh ở gần nhà em, anh kêu anh qua anh mua chim, đó, mua chích chè than. Mà chè than truyền trống nha mọi người nha, chè than truyền trống. Cái anh qua anh đứng một hồi lâu mà anh không nói gì hết thì em mới hỏi anh á, thì lúc đó em đang lu bu em đóng chim. Đó, thì em mới hỏi anh là anh kiếm chim gì, anh kêu là để anh đang lựa. Cái chè lửa mái, anh kêu là anh đang lựa chim chích chè than, cái anh lựa đã đời, cái anh nói em là bắt cái con số 10 cho anh, con chè than số 10 chim truyền trống đó, con chè than. À quên nữa, đây là lửa mái ha, lửa mái truyền ha, chim này thì giá là 250 ngàn. Rồi tiếp tục cái câu chuyện mà của ngày hôm qua, cái anh trai anh đến mua chim rồi thùng này hết rồi ha. Đó thì anh nói em bắt cái con chè than truyền trống số 10 đó, rất là mạnh dạn luôn. Rồi bắt ra bỏ bao xong anh móc tiền ra anh trả em, theo như các anh nghĩ thì anh trả em bao nhiêu tiền, anh móc 150 ra kêu anh trả tiền cho em. Anh đưa 150 thì lúc đầu em cũng ngỡ ngỡ, em kêu ủa chắc anh này anh đưa thiếu, anh này anh kiểu như anh lấy tiền ra nhưng mà chưa đủ, hiểu không? Đã đời. Anh đưa 150 xong anh cứ đứng, anh lấy cái bao chim anh dắt xe ra anh đi về. Em kêu ủa anh ơi, này chim trống mà anh. Anh kêu ủa sao 150 con, kêu trời ơi trời, từ xưa tới giờ mấy năm nay rồi chưa có bao giờ em bán con chim trống nào mà trống truyền 150. Anh kêu ủa vậy hả, anh cứ tưởng đâu 150 con. Dạ thưa với mấy anh, thưa với lại cái anh trai đó, anh có bao nhiêu con mà giá đó thì cứ đem lại đây hết, cả 100 con cả ngàn con em cũng thâu cho anh giá 250 một con chim than truyền trống nha. Đó, rồi
Thôi không có lên thuyền nữa. Đây là bé chè lửa mái đuôi tôm, nhưng mà đuôi cũng hơi ngắn thôi, thì giá là 200 ngàn. Bé này đuôi tôm ha, móng đầy đủ hết. Rồi, giá là 200 ngàn chè lửa mái đuôi tôm. Đây là một cái bầy chè lửa chuyền ha, thì có ba trống và một mái. Còn đây là cái bé mái đầu tiên, 200 ngàn đuôi tôm, chim đó rất đẹp. Đó, em luôn luôn em ra chim và em báo giá như vậy rồi mà cũng có nhiều anh phải nói là không biết là mấy anh giả nai hay là mấy anh cố tình, thì cái đó mình không biết ha, cái đó mình không biết. Ủa bé này ăn đất đỏ nhiều lắm hay sao nè, cái mỏ toàn đất đỏ thôi. Chim này để em đo đuôi nha mọi người nha, chim này tương đối đuôi cũng dài, tại hôm qua ông anh ông nói hình như có một hai con gì đuôi 18 mà em không biết là một hai con hay là ba con hay là không có con nào, nhưng mà nghe ông nói như vậy thôi về đây em cũng phải đo lại cho nó chắc chứ nhiều khi. Thôi bé này chưa được 17 nữa, 16 năm à. Rồi chim này giá 280 ngàn, em để chung với lại chim mái nha mọi người nha, chim rất đẹp luôn, đuôi tôm nè, đuôi tôm 16 năm nha mọi người nha. Bé này đuôi tôm đuôi 16 năm rất đẹp luôn, em để chung với lại cái mái. Tại vì do hôm nay phải nói là rất là nhiều chim cho nên là em sợ là em không có đủ hộc. Ở nhà em tính tới tính lui thì nó chỉ có khoảng chừng 80 cái hộc thôi, mà nhiều khi em về tới 100 con chim lận cho nên là em thiếu hộc, cho nên là mấy cái con chè lửa nhiều khi em cũng phải bỏ chung đó, để đỡ tốn, còn có hộc để đựng những cái chim khác ha. Rồi bé này đuôi ngắn nè, móng cặn đầy đủ hết ha. Đây nè, có một cái móng nó rất là lạ, cái móng này nó vẫn có móng ha, nhưng mà nó chỉ có nửa móng thôi đó, các anh thấy ha, nó có nửa móng thôi, cái móng bên trong ha, đây là, ngay cái ngón tay em nè, nó có nửa móng ha, nhưng mà móng vẫn còn nha, chứ không phải là chỉ bị cụt cụt móng nha mọi người nha. Ở chim này thì giá là 240 ngàn. Ở đuôi chắc em không cần phải đo, đuôi nó cũng 16 17 gì mà một bên nó bị gãy nè, thì em không có đo đuôi ha, thì giá là 240 ngàn. Đó, cái bé mà nó bị gãy một bên, cái bé 16 năm rồi, rất là ghê ghê gớm chưa. Đấy, chim này em bảo đảm về nuôi chùm lồng lại cho anh mồi tươi vô 3 4 ngày, bảo đảm hot liền. Giỡn chơi chứ cái nghệ thuật nuôi chim thì mỗi người nó có một cái cách nuôi nha. Còn ở đây em thấy nó chim nó mau hót thì em nói nó mau hót thôi, chứ còn mà các anh mà nuôi mà các anh nghịch chim thì em không có đảm bảo đâu nha. Chim nam cá tiên bảo đảm những cái con này. Ấy à, cái gì ạ? Theo như em thấy ha, những cái bé này rất là siêng đấy. Những cái bé này đuôi ngắn ngắn 240 thôi nhưng mà rất là siêng tạch đấy. Thả ra đứng tạch 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 tạch, đói đói. Đấy, đang đói đấy. Một cái bé 16 năm rồi, cái bé mà 280 rồi, trời đẹp ghê. Em có lòng em bắt cái bé này ra em nuôi liền đó. Rồi ok, tiếp tục ra chim thôi. Rồi, chim này già mùa ha, chân rất là khô luôn nè các anh. Chân muốn như gần như phải nói là nó lên vảy luôn nè, có người gọi là lên vảy ha. Em thí dụ như em là ở thành phố Hồ Chí Minh, cái giọng của em là nó nửa nam nó nửa bắc cho nên là em gọi là lên vảy. Có những cái anh mà miền Tây miền Nam thì gọi là lên dãy đó, lên dãy ha. Rồi đây là 17 17 ba ha, chim này 17 ba rất là mập, bản đuôi rất là to. Chim này nó đang rang đuôi sao, một bên dài bên ngắn à, không ha, chim này chưa thay lông, lông đuôi cũ ha. Đó, nè. Rồi, chim này thì giá là 300 ngàn nha mọi người nha, 17 ba. Thôi, chim cò em đều báo giá từng bé ha, anh em chịu khó nhắc em đuôi bao nhiêu giá bao nhiêu đó thì em sẽ giao chính xác cho mấy anh. Đây, lửa mái nữa. Lửa mái này cũng đuôi tôm tôm nè. Rồi, cũng 200 ngàn, em không cần đo đuôi ha. Bé này đuôi khoảng chừng 12 độ lại thôi chứ không có dài. Còn nếu mà các anh mua về các anh đo mà nó dài hơn thì mới ăn lời. Còn ở đây em bán 200 ngàn thôi, mấy anh về tự tự đo ha. Đừng hỏi em đuôi dài bao nhiêu. Chỉ có 200 ngàn em không đo đuôi. Với lại mấy anh chị mà 240 em không có đo đuôi. Rồi nhắc lại với tất cả mọi người ha, ở đây em bán chim là em không có bao ship nha mọi người nha. Tại vì vừa qua có một số anh em kêu ủa bán chim giao tới nhà lấy tiền, nhưng mà chỉ lấy tiền chim thôi, không lấy tiền xe. Dạ thưa, ở đây một ngày em bán
nói chung là nhiều ít thì không nói cũng vài chục bé chim đó, cho nên là ai mà em cũng bao ship hết chắc em chết á. Chim lời không có nhiêu đâu, lời có một phần à, cho nên em không có bao ship nha. Rồi đây là cái con đuôi này nó hơi bị gãy ha. Theo em thì bé này thì chắc chắn là đuôi nó sẽ không dài, tại vì cái bản đuôi của nó với lại cái đuôi bợ của nó ha, nó không có dài thì chắc chắn cái con này nó sẽ không phải là con chim đuôi dài, thì em sẽ bán giá là 180 ngàn do là cái lông đuôi của nó bị gãy đó, thì em sẽ bán giá là 180 ngàn. Nhưng mà anh em nào ở tỉnh mà mua có một bé này thì em không có ship nha, tại vì các anh cũng biết rồi, từ nhà em ở đây em bán chim nó rất là công khai, rất là minh bạch, nó có địa chỉ rõ ràng, thì các anh cũng biết từ nhà em mà các anh có thể, nếu như các anh xài những cái điện thoại thông minh ha, các anh có thể tự đặt xe được ha, nó là biết bao nhiêu cây số từ nhà em ra các cái chặng xe đó. Nếu mà các anh mua một vé 180 thì chịu khó phụ phí xe ôm giúp em nó, còn không thì các anh có thể tự đặt ha. Bây giờ thời buổi bây giờ là nó là 5.0 rồi, nó cái gì nó cũng phải công khai hết, giống như là cái địa chỉ rồi cái địa chỉ nhà xe, địa chỉ nhà em đó, thì nó có cái khoảng cách rõ ràng. Các anh có thể tự ở tỉnh hay tự ở đâu, các anh có thể tự book cái điện thoại, mình có thể mở điện thoại lên mình có thể đặt là mình biết được cái giá tiền từ nhà em ra nhà xe bao nhiêu tiền là biết liền đó. Thời buổi giờ 5.0 nó rất là hiện đại. Đây, thang máy bổi. Thang máy bổi nha mọi người nha. Ở thang máy bổi này nè, đó 150 ngàn đó. Nếu mà cái anh mà ngày hôm qua mà anh có tới nhà em mà anh mua chim trống chuyền, bữa nay em sẽ tặng cho anh con chim mái đó, cho đủ tiền cho anh 150 ngàn. Than mái, thùng này chắc mái không à, chắc chút xíu em ra sau rồi để em bắt thử thêm con nữa coi, nếu mà là mái thì em sẽ ra cái thùng khác đỡ mất thời gian. Rồi đúng rồi, mái không à. Rồi tạm thời lấy cái nắp che lại chứ môi nó tông cái nó bay đó. Thang máy như vậy đầy đủ móng ha, 150 ngàn. Mà nhiều khi mấy anh phải nói là có rất là nhiều anh rất là dễ chịu, có nghĩa là mua anh chim mái ui không quan trọng móng, mua về thả vì không quan trọng móng. Rồi để em xem cái thùng này, thùng gì đây, chim mà coi nè, coi các anh nè, em những cái từ ngữ này em không có dám đọc này, em không biết là chim gì đấy nè. Vào bữa giờ chưa có tiền mua lưỡi dao nữa, tình hình em Covid căng thẳng quá, đi đâu cũng không được, tiệm cửa hàng quán cơm cà phê cà pháo gì đều đóng cửa hết, muốn mua cái gì nó cũng khó. Máy rồi mọi người ơi, máy chuyền à. Cứ máy như thế này là 150 ngàn nha. Em để hai, chắc là hai cái thùng này máy rồi, để chút xíu em ra xong. Bây giờ em ra những cái thùng này không biết thùng gì đây. Rồi bữa nay là mất thời gian rồi, bữa nay phải nói là rất là mất thời gian, tại vì nó khá nhiều chim mà nó toàn là cái gì đâu không à, không biết là chim gì. Lửa chuyền đây, lửa chuyền mái, bé này rất là baby đang nhú lông đuôi, lửa chuyền mái nha mọi người nha. Rồi em thả vô đây một bé. Rồi thùng này thì lỡ rồi, toàn là nghe thấy tạch 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 không à. Đây là lửa truyền chống. Rồi ok, truyền chống nha. Rồi, em để nó bên này đi. Hôm bữa nay mới ra được có 2-3 thùng chim thôi mà nó mất thời gian khá lâu, khá nhiều. Một bé chuyền trống rồi ha, đây trống luôn. Rồi đây là hai bé trống, hay là còn gọi là bé trống thứ hai, hai bé chuyền trống.
ơi ơi ơi, nó thấy cái lỗ nó chui, con chim này nó khôn ha. Các anh cứ để ý, những con chim nó rất là khôn ha. Nó thấy cái lỗ nhỏ nhỏ là nó cứ tung cái đầu con chim vô, nó cứ xẻ cái đầu con chim vô cái lỗ nhỏ. Kỳ ha, con chim này nó khôn. Đây là bé mái ha. Hồi nãy con mái rồi, bây giờ con mái nữa, em để chung hai con mái. Chứ dạo này em cũng lẩm cẩm lắm. Chống mái hay là không có để ý được, không có bắt được. Buổi sáng thì mắt mình còn tinh thì mình còn thấy được con trống con mái chứ, mà tới chừng trưa trưa hoa mắt rồi bắt con chim mái ra chim trống, bắt chim trống ra chim mái. Nói chung là em ở đây em bán chim rất là gà, rất là gà luôn. Ủa, bé này chân trắng móng trắng rất đẹp ha, móng trắng pháo à, chuyền trống thứ ba. Hồi nãy giờ em cũng có nói giá rồi ha mọi người ha, kè lửa bên Nam Cát Tiên hay bên Đắk Nông gì hết, không có phân biệt ha. Ủa, bé này sao ngạ ngộ ngộ nè, cái lông người nó đỏ hết nè, đó là do nó đang chỗ lông trống ha. Đó, ba bé ha, chim bên Đắk Nông hay Nam Cát Tiên gì hết là cứ lửa chuyền trống là 450, hay là than gì cũng vậy hết. Đó, có những cái con chim mà nó đuôi mà khoảng chừng 19 20 trở lên mà nó ở bên Nam Cát Tiên á thì chim đó nó mới mắc thôi, do là các anh cũng biết rồi, bên Nam Cát Tiên mà có những cái con chè lửa mà đuôi dài nó hiếm lắm, bên Nam Cát Tiên nó không có được nhiều chim đuôi dài. Đây là bé lửa mái ha. Rồi, mái thì em để chung vô cái hộc mái. Đấy, nãy giờ là ba bé mái rồi. Bây giờ em phải nói là em ra được cái thùng nào hết là em mừng lúc đó. Đây, trống hai mái đây. Đây, chim mái rồi ha. Rồi, bốn bé mái. Bữa nay tốn sâu rồi. Bữa nay toàn là lửa với than gì đâu không à. Bữa nay chắc tốn sâu rồi. Rồi, đó sâu không à, lát nữa em đổ ra. Wow, sâu đã kín không à, em bẻ để những cái thùng này lên trên này lát nữa đóng chim cho mấy anh nó không có bị kín, chứ để nhiều khi nó kín. Má ở cái xe toàn là kích chim không, để em coi lại coi, bốn bé mái ba bé trống rồi ha. Cái thùng này nặng lắm. Hôm nay em quay clip nó hơi lâu thì mong tất cả mọi người thông cảm nha mọi người nha. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi, cho nên là mong mọi người thông cảm. Trời ơi. Đây chim trống, lửa chuyền trống ha. Mới bé rồi, bốn bé rồi. Bốn bé trống rồi. Hai cái thùng mái này, hai cái thùng than mái này em để qua bên này đi. Để đứng lên đứng xuống cho nó dễ. Chứ nãy giờ đi tới đi lui mệt quá. Nãy giờ cứ tưởng luôn rồi chim đuôi dài hay gì. Cứ đi tới đi lui thôi, mệt ghê. Buồn lắm em ơi. Ok. Bao la bát lát ngỡ luôn. Đấy. Mái nè. Mái có bông nè. Không phải bông sau óc thôi nha. Bông ở đây nè. Mắt em tinh lắm. Đây nè. Thôi, nó lộ cái bông lên liền ha. Hai bông nè. Các anh thấy cái cổ nó. Đây. Cái bông là cái bông này nè nha mọi người nha, chứ không phải sau óc luôn nha. Nè đó, giờ em vạch lá tìm sâu cho mấy anh xem nè. Đó đó, thấy chưa, vạch lá tìm sâu cho mấy anh đó. Còn ở dưới sau này không phải là bông nha, đây nè, dưới sau này là ở trong thùng nó ị lên nhau. Rồi, bé này 250 ngàn nha đó, các anh cũng thấy rồi. Ở bên Đắk Nông là chim bên Đắk Nông chim bông nhiều lắm. Rồi bên này con mái này thì em sẽ thả chung với cái con trống bên này ha, con trống bên Nam Cát Tiên ha. Đó, thả chung với con trống bên Nam Cát Tiên bên này. Đó, để em nhớ. Chung hồi em giao lộn ha. Hồi nãy em mới nói giá nhiều em cũng quên mất tiêu rồi. Chút xíu em phải xem clip lại nữa. Trời. Lửa mái nữa. Rồi, lửa mái này chắc không đo đuôi đâu. Em chia học ra. Thôi, để bên này đi.
Lấy cái ghế ngồi ra chim chứ. Nãy giờ đứng lên đứng xuống mỏi chân quá mọi người. Ngồi trồm hổm riết mai mốt mình sẽ dễ bị cái gì đó. Ủa bé trống. Chuyền trống. Rất đẹp. Mấy bé đây? Bốn bé đây, bé này bé thứ năm. Rồi chim này chim mái. Rồi chim mái ha, chuyền mái. Mái thì em sẽ để qua bên cái hộc mái ha. Rồi mái luôn. Ủa, mẹ ba. Cái bé bổ này nè, tập rất là tốt ha. Ở nhà em cả trăm cái hộc lần cơ. Đó, bữa giờ nè, đó. Chim, cò, đó. Chim với cò. Nhiều khi á, hộc á thì cả trăm cái mà mấy ông anh, mấy thằng em gửi 10 con, 20 con. Đó. Cũng đau đầu lắm. Mái đuôi dài nè. Lựa mái đuôi dài nè. Em lấy cái thước. Bây giờ là tới bắt đầu tới cái mùa lửa rồi ha. Bữa giờ là than, bây giờ tới lửa rồi. Trời ơi, bé này tưởng dài lắm, đuôi có 11 năm. Rồi 200 ngàn nha mọi người nha. Cái bé đó đó, 11 năm bạn đuôi lớn đẹp, 200 ngàn. Chỉnh điện thoại cho nó cao cao lên chút xíu ha. Làm việc cho nó dễ dễ chút xíu. Ôi, máy nữa nè. Ôi. Năm bé mái rồi, sáu bé mái chứ, quên, có một mái bông. Rồi, đây, đây. Con chim nó rất là khôn, nó lựa những cái lỗ nhỏ là nó chui vô, nó chui ra chứ quên, nó lộ. Đây, bội ha, chim này thì 180 ngàn, đuôi ngắn, móng đầy đủ, đuôi ngắn thôi, em để chung với bên cái hộc mái luôn đi. Tại vì đuôi nó ngắn, đuôi nó dài thì em sẽ thả vô cái hộc dài hoặc là cái chuồng lớn. À, vẫn còn, vẫn còn. Sáng nay em định đi lấy chim sớm rồi. 5 giờ rưỡi em dậy, cái em thấy trời mưa. Cái em lại ngủ tiếp. Giật mình dậy 6 giờ rưỡi. Cũng hên xe chưa tới. Chuyền trống. 450 nha mọi người nha. Em xem coi. À, vẫn còn, vẫn còn. Bữa nay coi như là lửa bữa nay đã thành than, cái lộn than bữa nay là coi như là nó bén lên thành lửa hết rồi. Chim mái ha. Rồi chim này đuôi nó chắc chắn là trên 12 chứ không bao giờ dưới 12. Để em đo đuôi thử coi. Mái này về ghép ngon nè. Trần khô rang lên vậy. Mái này rất mập, về ghép có thể là mùa sau nó đẻ. Mùa này nó hết, nó lỡ mùa rồi nha mọi người nha. Mùa này anh em ghép có khi nó đẻ được, và nhưng mà đa số là mùa sau nó mới đẻ thôi. Mái. Không biết còn không. Rồi hết rồi, còn sâu không mà. 2 4 6, còn 6 thùng nữa thì trong đó có hai cái thùng than mái ha mọi người ha. Trong đó có hai thùng than mái. Rồi em sẽ ngừng cái clip này. Ngừng cái clip này chút xíu để em ra những cái con chim mái rồi em tiếp tục em quay những cái thùng kia nha mọi người nha. Ô, nãy giờ là ra chòi lửa xong rồi ha. Chòi lửa với chòi than mái thì em ra xong rồi. Bây giờ em bắt đầu em ra
chim trống. Đa số là anh em thích xem chim trống hơn là thích xem chim mái. Đó. Chim thì thích xem chim trống, nhưng mà người thích xem người mái. Đó. Người mà đẹp đẹp thử ơi, khoái xem lắm. Đó. Còn chim chị, còn mà các anh đang xem cái clip thì cứ thích xem chim trống không à, chứ không có ai thích xem chim mái hết. Rồi đây là cái bé than truyền trống đầu tiên ha. Chim này mặt phải nói là rất là gấu luôn. Đó, rất là gấu luôn nè. Mắt thì nhỏ xíu. À, bé này đặc điểm bé này là có một cái xoáy ngay giữa đầu ha. Rất là dễ nhận dạng. Đầu bi, đó, đầu mở tròn như viên bi gọi là đầu bi. Rồi, móng thì đầy đủ hết. Rồi bé đầu tiên, bé số 1 450.000. Một bé. Bữa nay sẽ tranh thủ ra nhanh nhanh cho nó kịp chợ. Bữa nay là bữa nay nhiều chim lắm. Lát nữa còn phải cho chim nó ăn nữa. Rồi, móng thì đầy đủ hết ha bé. À, mọi người ha, đang định nói mấy bé. Đó, đầu bé này thì giống như cái bé hồi nãy chút xíu, nhưng mà cái đầu bé này thì cái húp của nó không có sâu. Đó. Đó, rất đẹp ha, để em coi coi có cái điểm gì để cho mấy anh dễ nhận ra cái con chim mình chọn. Rồi, bé này thì trên đầu thì chưa ra lông báo, nhưng mà hai bên thì nó ra nhiều ha. Đó. Nhìn con chim rất là dễ. Nhìn cái chân nó nè. Chân móng đầy đủ hết ha. Rồi, bé này bé thứ hai. Đó, mấy bé này em về cái em ra học cái là nó lên cầu đứng ngon lành giống như chim vừa rồi ha. Đây, bé đầu tiên hồi nãy nè. Cái bé nãy mà em nói là cái mắt nhỏ xíu xíu á. Đó. Trời ơi, gật gù làm đó đó. Làm như là mua lanh không bằng. Rồi bé này bé thứ hai nè. Đó. Đây là bé thứ hai. Đó, đang ngó đó. Đang ngó đó, đang tìm người đó. Hai bé rồi ha. Wow. Trời ơi, chim bữa nay rất là to nha mọi người nha. Chim bữa nay rất là to. Nó to là do em cầm, em cảm nhận được cái khung của nó và cái cảm quan của em. Rất là to, bé thứ ba. Có mặt rất là dữ ha. Đây, đây là bé thứ ba ha. Đây, đang còn ngơ ngác, mới thả ra học đang còn ngơ ngác. Rồi, bé thứ ba. Trời, bé thứ tư bắt ra xè trên tay nè. Rồi bé này dễ biết ha. Trên này, trên cái lông đầu của nó, nó có cái lông báo trống ở trên này ha. Bé thứ tư. Đây, bé thứ tư. Trời, đứng trên tay em à. Làm như chim non mới lớn vậy. Nó ngại, thả ra học nó ngại. Nó không chịu lên cầu mà đứng trên cái ngón tay. Nó tưởng tay em là cái cầu để cho nó đứng. Chim bội. Vừa qua các anh thấy ha, em về chim bội ở bên Đắk Nông phải nói là rất là to và rất là dài. Con nào cũng vậy, cầm ra cả cục cái tay như thế này nè. Đó, các anh thấy ha. Cả cục nè, chim nè. Đó nè. Đâu phải là mình cầm đó, cầm nè. Nguyên một cục. Chim này đi tìm ngoài khó lắm. Đó, cái mặt thì rất là dữ. Chim bên Đắk Nông là giữ chim lắm. Rồi. Chim bội vậy thì là 350.000 nha. Chim truyền là 450.000. Chim mái là 150.000. Đó, các anh nhớ cái giá. Ở đây em bán nó có giá, không thay đổi. Chỉ thay đổi khi những cái con chim nó bị lỗi thôi. Đây, truyền trống thứ 6. Bé này chân. Bé này chân rất to, dàn khóa rất to. Bé này thứ 6 nha. Đây bé thứ 7 ha. Chỗ lông báo hai bên cánh rất là nhiều. Rồi, móng cẳng thôi.
bé thứ bảy. Đã. Trời ơi, nó không chịu ra, nó cứ đứng trên cái tay em, nó bấu trên tay em thôi. Wow. Trời ơi, chim truyền à. Bé này rất đẹp luôn. Bé thứ 8, nó là một cái sự ngẫu nhiên ha. Số 8 luôn luôn là chim rất là đẹp. Nói là có sắt mắt có trứng. Nó là một cái sự phải nói là rất là ngẫu nhiên. Xòe này, trời ơi. Bữa nay tay nó rung rung, cầm điện thoại quay nó hơi rung rung chút xíu. Đấy, bé thứ 8. Xòe rất rất to luôn. Phải nói là một cái sự, phải nói là nó rất là ngẫu nhiên. Cứ thứ 5 và thứ 8 là chim phải nói là nó rất là đẹp, kỳ lạ. Hai cái học đó không biết là 5, 7, 8 đó, em chỉ nhớ ba cái học đó thôi. Luôn luôn đăng lên là mấy anh cứ hỏi 5, 7, 8 ba cái học đó. Còn mấy con kia toàn để em nuôi không à. Chim trống nha mọi người nha. Đó, vừa qua thì cũng có bán cho một cái anh trai kia ở rất là xa chạy lên trên này mua chim. Thì kêu ủa sao chim chim truyền trống mà sao nó xám. Đó, giống như bé này là sao nó xám. Thì nó là cái lông tơ của nó cho nên nó xám ha. Nhưng mà các anh nhìn kỹ nè, đó. Ngay kèm nó nè. Nó chỗ đen rồi nè. Ngay lưng nè, ngay vai nè, nó chỗ đen này nè, là con chim trống. Rồi bé này là bé thứ 9. Không biết còn không, hình như là hết. Hết. Đó, bây giờ ra tiếp tục cái thùng này nữa. Bữa nay là coi như nó cho em than không à. Giá như có ai mang gà rừng hay chim chỉ rồi gà so đồ này nọ qua bên nhà em ha, than thì em có rất là nhiều, khỏi phải đi mua rất là nhiều than. Chết. Ngày hôm qua có một anh trai ở dưới miền Tây, dưới Tiền Giang ha, tặng cho em mấy trái mít vườn ở nhà trồng để ăn, nhưng mà em không có thấy nhà xe gọi gì hết trơn á. Chắc là nhà xe quên luôn rồi. Mà em cũng quên đó, ngày hôm qua anh gọi anh nhắc em mà em cũng quên đó. Phải nói là bán chim sao mà mấy anh dưới miền Tây lại mê em. Nó tặng đồ cho em, hôm thì tặng sầu riêng, hôm thì tặng mít, hôm thì tặng gà. Phải nói là mấy anh trai rất là nhiệt tình. Mặc dù là chưa biết mặt mũi như thế nào hết á, nhưng mà mua chim được một hai lần cái là tặng đồ cho em tùm lum tà la hết. Rồi bé này bé than truyền trống 11 nha mọi người nha. Bé thứ 11. Nó ở đời nó có nhiều cái nó rất là ngộ và nó rất là lạ. Phải nói là rất là lạ. Mặc dù không quen biết nhưng mà vẫn tặng đồ rồi này nọ, cho thế này, cho cái kia. Có một cái anh ở dưới Tiền Giang nữa, cái vùng mà trồng khóm nhiều á mấy anh. Bữa anh chạy xe máy lên đây anh cũng tặng cho em quá trời khóm để ăn luôn. Nói chung là không biết em ăn ở như thế nào, nói chuyện như thế nào mà có rất là nhiều anh, phải nói là tình thương mến thương em. Chết em luôn á. Rồi cái bé đó là bé thứ 11 nha mọi người nha. Em đang quên nữa. Nhắc với mấy anh là em ở đây em không có xài Zalo nha mọi người nha. Em không có xài Zalo tại vì đa số là cái Zalo là em chỉ có để những cái người thân quen thôi, chứ còn Zalo là em không có buôn bán, em không có sử dụng Zalo nha mọi người nha. Rồi bé này bé thứ 12. Ngày hôm qua thì có anh trai kia ảnh ở trên có ngày hôm qua cái anh trai ảnh ở trên YouTube ảnh nhắn tin ảnh hỏi là buôn bán làm sao mà không có sử dụng Zalo mà chặn số người lạ. Dạ thưa, thì các anh biết rồi, thì em đã chặn số người lạ, có nghĩa là em chỉ có liên hệ với những người anh em thân quen hoặc là những cái người trong danh bạ của em thôi. Còn những cái người ngoài danh bạ em chưa quen biết thì em không có liên hệ với qua Zalo nha. Đó, cho nên em buôn bán ở đây từ xưa đến giờ rồi, em không có sử dụng Zalo. Tại vì các anh cũng biết rồi, ở trên Facebook hay là ở trên Zalo á, bán chim mà ngày cỡ chừng 30-40 con mà hỏi chứ. 30-40 người, người nào cũng ê bắt ra cho coi, bắt ra quay clip, bắt ra chụp hình. Mà một ngày em bán 30-40 con, 50-60 con mà gặp 50-60 người như vậy thì hỏi chứ một ngày em bán được mấy con chim. Đó, cho nên là em không có xài Zalo nha mọi người nha. Zalo là em chỉ xài cho gia đình và bạn bè trong danh bạ của em thôi. Cho nên mong tất cả mọi người thông cảm.
Rồi cái bé than vừa rồi em mới thả ra là bé thứ 13 ha. Rồi còn đây là bé thứ 14. Nãy giờ em bắt chim ra mà em cũng quên, em không có nói. Ở đây em bán là em bao cho các anh mắt móng mỏ đầy đủ hết ha. Còn cái nghệ thuật nuôi thì từ từ em sẽ chỉ sau. Không phải là chỉ sau mà em biết gì em chỉ đó. Anh em nào mà chưa biết nuôi chim thì có thể liên hệ lại với em. Hỏi em biết gì em sẽ chỉ đó cho các anh làm sao mà dễ nuôi ha. Rồi bé này thứ 15 nha. Rất là đẹp luôn. Đây, chuyền trống thứ 15. Bữa nay than lửa coi như là đủ nướng được một con gà. Rồi đây là chuyền trống ha, đây nó ra lông bên này. Rồi bé này thứ 16, ôi vẫn còn. Đây là bé thứ 17 ha. Bé này thì các anh mua sẽ không bao giờ bị lộn. Tại vì biết sao? Trên cái mũi nó nè. Rồi, 17 bé. Rồi, ok. Vậy là 17 bé than truyền trống nha mọi người nha. Rồi, bye bye. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo. Bây giờ em chuẩn bị em cho chim nó ăn cái đã. Sáng giờ hơi nhiều chim.